back to yoga chưa? Hello Châu Trần, chị đã tập yoga được một tháng nay rồi nha. Bên cạnh đó là tham gia vào Leap App để gọi là book PT về nhà tập. Đang tập rất là cật lực để lấy lại vòng eo, bởi vì sau khi sinh đôi thì không ngờ là vòng eo của mình nó dễ thương. Minh Bùi nói là tới giờ dắt sữa chưa thế rồi. Sắp rồi nha, sau cuộc livestream này sẽ văng về nhà để vắt sữa liền. Lâm Thắng Nguyễn gọi em đi chị ơi. Rồi ok, bây giờ chia sẻ vì sao mà về dáng nhanh. Là vì thứ nhất là trong lúc mà mang bầu á, là khâu bớt cái miệng lại, không có ăn nhiều. Và nếu như mà nửa đêm, nửa hôm mà thèm đồ ăn thì vẫn ăn, vẫn bắt người này người kia đi mua. Nhưng mua về là chỉ đúng một miếng thôi, ăn cho đỡ thèm thôi, xong là lại khâu cái miệng lại không ăn nữa. Larovi thương nè, Lisa Chris Phạm nè. Và sau đó, tiếp tục nha. Và sau đó là Hà coi kiểm soát cân nặng rất là kỹ lưỡng. Và cũng nghe theo ông bà nói là ví dụ như uống nước dừa, uống nước mía, ăn trứng gà này kia thì con mình sẽ sạch và đẹp hơn. Và đặc biệt là uống rất là nhiều vitamin để tốt cho mẹ và con. Chị Hà thức đêm chăm bé nên cặp mắt hơi mệt. Đúng rồi, cảm ơn Hạnh Nguyễn. Chị vì Khánh Hoàng về dáng nhanh hơi vất vả nhưng yêu. Hà có bị dạn bụng không và có cách nào để xử lý vết dạn không? Xác nhận là khi mà Hà sinh Subel thì không bị bất kỳ một cái vết dạn nào hết. Nhưng mà khi sinh hai em bé này thì có một ít vết dạn. Và đang rất là gọi là cật lực. Thứ nhất là tập lại để cho cái vùng da bụng của mình không có bị trùng này. Rồi đang hỏi tất cả những cái bí quyết cũng như là các cái máy laser để xem thử là làm sao để có thể trị được những cái vết dạn đấy. Vì thực ra mà nói mặc đồ thì cũng che được, nhưng mà mình chỉ muốn lúc mình cởi đồ ra mình vẫn cảm thấy đẹp cơ. Trần, BB Trần, mỗi lần make up ai cũng hỏi dùng son màu gì, em toàn dùng MOI. Son gì mà đẹp quá trời, bầu nào lên cũng ưng, còn làm mịn môi nữa. Trời ơi BB Trần ơi, em có nhận comment quảng cáo nha chị, cần gì chuyển khoản cho em. Xác nhận là cái comment này là không hề trả tiền nha, mà đã có tâm như vậy rồi. Cảm ơn BB Trần. BB Trần ơi, hôm nọ em có hứa là em qua chăm sóc chồng của chị, sao chị không thấy bóng dáng em đâu.